tức là các đức Phật đã thành Phật, chuyển pháp luân và các ngài nhập niết bàn rồi á, thì gọi là các đức Phật quá khứ. Các đức Phật hiện tại, tức là các đức Phật gì, các ngài đã thành Phật và đang trụ thế để thuyết pháp giáo hóa độ sinh, như là đức Phật Dược Sư ở cõi tỉnh Lưu Ly phương Đông, đức Phật A Di Đà ở Tây phương Cực Lạc thế giới, đức Phật Hương Tích ở cõi thượng phương, ở cõi chúng hương, đó thì và vô lượng vô biên các đức Phật, các ngài gì đang trụ thế và đang thuyết pháp giáo hóa độ sinh, đó gọi là các đức Phật hiện tại. Còn các đức Phật tương lai, ví dụ như trong kinh Di Lặc Hạ Sinh, đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thọ ký cho Đại Bồ Tát Di Lặc, sau 56 vạn năm nữa trở về sau thì ngài sẽ giáng sinh chúng nhân gian và thành Phật ở tại cội Long Hoa, hiệu là Di Lặc Tôn Phật. Đó thì hoặc là trong kinh Bi Hoa, đức Phật A Di Đà thọ ký cho rằng trải qua vô lượng vô biên a tăng kỳ, bất khả xưng, bất khả thuyết, bất khả tư, bất khả nghi kiếp về sau, đức Phật A Di Đà chúng ta gì cũng thị hiện nhập niết bàn. Và ngay trong cái hôm đức Phật Thích A Di Đà nhập niết bàn đó thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ kế tiếp thành Phật ngay, không có một ngày gì trống vắng. Thế giới chúng ta thì đức Phật Thích Ca nhập niết bàn rồi thì chúng ta thấy đức Phật Thích Ca thọ ký cho gì phải sau 56 vạn năm sau thì khi đó đức Bồ Tát Di Lặc mới giáng sinh, mới thành Phật. Như vậy trong khoảng giữa thời gian gì từ khi đức Phật nhập niết bàn khoảng 12.000 năm kế tiếp cho đến qua 12.000 năm kế tiếp cho đến gì cho đến 56 trên 56 vạn năm sau theo kinh Di Lặc Hạ Sinh, đức Phật Thích Ca thọ ký lúc đó Di Lặc Bồ Tát mới giáng sinh xuống nhân gian, xuất gia tu hành và tại Phật ở tại cội Long Hoa lấy hiệu là Di Lặc Tôn Phật. Như vậy cả một cái thời gian dài bao nhiêu vạn năm như vậy ở thế giới Sa Bà chúng ta gì không có Phật pháp lưu hành, không có Phật pháp lưu hành. Như vậy chúng sinh gì sẽ càng chìm đắm, càng đau khổ nữa, những cái ác sẽ xuất hiện rất là nhiều. Đó. Và còn thế giới Tây phương Cực Lạc, chúng ta thấy trong kinh Bi Hoa Đức Phật A Di Đà thọ ký cho Bồ Tát Quán Thế Âm á, ngay sau khi Đức Phật A Di Đà thị hiện nhập niết bàn, ngay trong ngày đó Bồ Tát Quán Thế Âm thành Phật ngay. Và trong kinh đó còn thọ ký rằng á, tuổi thọ của Bồ Tát Quán Thế Âm lúc đó ngài thành Phật á, thì tuổi thọ cũng đồng bằng tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà, tức là vô lượng vô biên, bất khả sổ, bất khả xưng, bất khả thuyết a tăng kỳ kiếp. Tuổi thọ các ngài nhiều như thế, có nghĩa không thể tính đếm được, nhưng các ngài vẫn thị hiện nhập niết bàn. Bao giờ Bồ Tát Quán Thế Âm thành Phật, Đức Phật ấy thị hiện nhập niết bàn thì ngay lập tức lại có gì, có Bồ Tát Đại Thế Chí được thành Phật ngay trong ngày hôm đó, và tuổi thọ cũng gì cũng đồng như thầy của mình là A Di Đà Phật, như là Phật Quán Âm đã thành. Và sau khi Thế Chí gì thành Phật xong, tuổi thọ như vậy cứ tuần tự thọ ký cho các vị đại Bồ Tát, và thế giới Tây phương Cực Lạc không bao giờ vắng Phật một ngày, không bao giờ vắng Phật một ngày, tức là thế giới đó ngày nào cũng có gì có Phật. Cho nên chúng ta, Đức Phật Thích Ca mới khuyên chúng ta ở cái thời mạt pháp này tự tu, ngồi thiền hoặc trì chú hoặc làm các việc gì tu tập khác, các pháp môn khác cũng có lợi ích đấy, cũng có người giác ngộ được đấy, nhưng mà không phải ai cũng có đủ công đức, trí tuệ và sự dũng mãnh tinh tiến để tự mình giác ngộ, tu hành, chứng đắc thánh quả A-la-hán, Bồ-Tát hoặc thành Phật nhập Niết Bàn. Cho nên Đức Phật nói thời mạt pháp này, chúng sinh căng cường khó độ. Tâm tính thì tham lam, keo kiệt, bủn xỉn. Chúng ta thấy chúng ta tham không? Có thấy mình tham không? Có. Bây giờ ai ở trong đây bạch với thầy nói là bạch thầy con hết rồi, con không tham tí nào nữa. Nói sai. Thầy đây còn tham mà. Không, tôi nói thật, tôi còn tham. Các vị biết tôi tham cái gì không? Tôi tham là gì? Tham làm sao để giúp được cho nhiều người biết tới Phật Pháp, nhiều người đến Pháp môn tịnh độ, nhiều người tin có Phật A-di-đà, nhiều người tin rằng mình niệm Phật sẽ có cơ hội được đới nghiệp vãng sinh về Tây phương Cực Lạc thế giới. Cho nên tôi tham thì tôi không chỉ tham lên giảng pháp giáo hóa độ sinh ngay đời này, cuộc đời này, ngay lúc tôi còn sống, còn trẻ, còn khỏe, mà tôi còn lo tham là gì, khi mà tôi chết đi rồi
không biết được có việc được về với Phật hay không, hay là vào địa ngục. Mà vào địa ngục thì vào đó không lo, ở nơi đó có thầy tôi trong đó rồi. Các vị biết thầy tôi là ai không? Đâu rồi nhỉ? Đây này, ngày ngồi đây là sao này? À, ngày ngồi đấy, vào đó thì có sư phụ lo gì? Đi xách dép cho sư phụ, vác gầy tích trượng cho sư phụ bảo chỉ đâu thì đánh đấy. Bảo là ngày mai này con đến cái địa ngục Hàn Băng kia, có mấy đứa tối hôm qua thì nó giác ngộ. Con đến thì nói với Diêm Vương là thôi mở cửa cho mấy đứa nó ra, rồi đưa cho nó lên, nó đi thoát hóa đầu thai. Xem cái trường hợp ở trên trần gian có đôi vợ chồng nào mà đã tích phúc, tu đức tích phúc được á, đi đến lễ Phật được á, thì nó đang cầu con đó, thì nó đang hiếm muộn con cái, mày mang nó đến đó, con mang đến đó dẫn cho nó vào cái nhà đó để nó đầu thai, nó được làm người và đời sau nó tu. Và tôi thì từ A-di-đà Phật, thế là cầm gậy tích trượng của thầy đi, là đến đó là gõ leng keng. Diêm Vương ra bảo là xin chào anh bạn này, gì cho tôi gì mấy cái người mà hôm qua thầy tôi bảo là nó ngộ đạo rồi, nó hiểu rồi, thì thôi anh ký cái lệnh để cho nó đi đầu thai đi. Thế là Diêm Vương rồi à, thế là mời tôi, thì mời thầy vào đây uống chén nước đã. Bảo thôi tôi đang vội lắm rồi, à thôi ông ký nhanh sớm sớm thì tôi đưa nó lên. Thế là đưa xong thì lại về, thế thôi vào địa ngục thì sẽ làm cái việc đó. Có được không? Có ai muốn đi theo không? Hả? À? Thôi, vào đấy nóng lắm. Vào đấy nóng lắm. Vào đấy chỉ nghe thấy tiếng chúng sinh kêu gào, khóc lóc, thảm thương, khổ lắm. Sợ không chịu được. Vào đó buồn lắm. Vào đó không có công viên để đi chơi. À, không có nước giải khát để uống đâu. Cũng không có kem để gì để hạ nhiệt đâu các quý vị ạ. À, nóng thì không có nước đá để uống. Lạnh thì không có chăn ấm, áo ấm để mặc đâu. Không chịu được đâu. Thôi tốt nhất là gì? Nghe lời Đức Phật Thích Ca, niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới đi, đới nghiệp vãng sinh, cứ tụng kinh Địa Tạng để báo ân Phật Tổ, xây dựng cái nền tảng về đạo đức của một Phật tử tại gia hay là một đệ tử xuất gia cũng được. Đệ tử Phật xuất gia tại gia cũng được. Học kinh Địa Tạng chính là học gì? Học nền tảng về đạo đức, nền tảng về nhân quả, nền tảng về giáo lý của Đức Phật. Làm tròn cái trách nhiệm mà bổn phận hiếu hạnh, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Như Phật đã dạy, hãy hiếu kính sư trưởng, phụ mẫu và các thầy cô của mình. Hãy biết tri ân đối với đến với tất cả những người mà mình mang ơn họ. Hãy biết tha thứ cho tất cả những người gì họ gây lỗi với mình. Hôm qua hôm kia có mấy người nói với tôi rằng trước đây có mấy Phật tử họ nói xấu thầy lắm, nhưng bây giờ họ lại quay lại chùa theo thầy như thế nào. Tôi bảo không sao, họ nói xấu mình tức là họ gì, họ đang tiêu nghiệp cho mình, thì bây giờ họ biết quay lại chùa họ tu thì đó là việc tốt, có sao đâu, tốt thôi, không ảnh hưởng gì cả, quan trọng biết tu. Ở trong quyển sách Niệm Phật Tập Yếu, Hòa Thượng Thiền Tâm có nói là gì? Mình làm tổn người là họa, người làm tổn mình là phúc. Các vị nhớ cho tôi cái câu này, hay lắm. Nhớ nhé, mình làm tổn người là họa, người làm tổn mình là phúc. Hiểu không? Đọc lại xem nào. 2, 3. Đọc lại to lần nữa xem nào. To nữa. Đúng rồi, cho một chàng khóa tay cho nó nhớ. Các vị ạ, nghe thấy cái câu Hòa Thượng dạy. Hòa Thượng chính là sơ tổ của, là nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí đấy. Hạnh nguyện của Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm của Việt Nam chúng ta cũng y như là hạnh nguyện của Ngài Ấn Quang Pháp Sư, tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Hạnh nguyện của nhị tổ Thiền Tâm của Việt Nam chúng ta giống hệt như vậy. Sách của Ngài viết ra những cái văn ngôn cú nghĩa gì cũng chắc như thế. Chắc lắm. Lý luận là gì? Trước sau không ai có thể phá được. Đó là hạnh nguyện của gì? Của Bồ Tát Đại Thế Chí. Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Cho nên Ngài dạy
nghe từng câu, từng chữ, từng lời ở trong niệm Phật thập yếu mà tới đây đạo tràng chúng ta sẽ học cái bộ đó. Sau cái tháng sau chúng ta học xong, học nốt bộ kinh Địa Tạng, giảng nốt bộ kinh Địa Tạng lần thứ hai, đạo tràng chúng ta sẽ học vào bộ niệm Phật thập yếu của nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, đó chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Ngài dạy từng câu, từng chữ, từng lời ở trong đó rất là gần gũi, rất là sâu sắc và rất là lợi ích nếu chúng ta thì làm theo. Đó, Ngài dạy có cái đoạn tôi nhớ đi nhớ lại, Ngài nói cái câu là người làm tổn mình thì là phúc, còn mình làm tổn người thì là họa. Cho nên đừng có bao giờ đi làm tổn hại người khác. Mình hãy gì? Người học Phật chúng ta hãy để, thà để cho người ta gì? Làm tổn hại mình, thà mình chịu đau khổ thay cho người ta, mình chịu oan ức gì? Cho người ta được vui. Chứ mình đừng có để cho người ta oan ức mà mình vui, hoặc đừng có để cho người ta đau khổ mà mình vui. Đó mới là người học Phật chân chính. Đấy, Phật tử, mấy người lên bảo tôi rằng đấy, ngày xưa mấy người ở trong đạo tràng người ta bỏ thầy đi, người ta nói xấu thầy đủ các thứ. Bây giờ người ta quay lại chùa theo thầy thì nên đối xử như thế nào? Tôi bảo càng phải đối xử với họ tốt hơn. Ta càng phải đối xử với họ tốt hơn. Thậm chí bây giờ họ ngại mình, họ không dám nói chuyện, bắt chuyện với mình, thì mình hãy bắt chuyện với họ, hãy gì? Hãy nói chuyện với họ, và hãy gì? Hãy đưa họ về với gì? Với chính đạo. Hãy đưa họ về với chính pháp. Họ do mê, do một gì? Do một cái niệm tâm sân. Họ không nhận được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tà, đâu là ngụy, đâu là chân chính và đâu là gì? Là bất chân chính. Thì cho nên họ mới khởi ra cái tâm như vậy. Phật ra đời là để gì? Phá mê khai ngộ cho chúng sinh. Các quý thầy xuất gia là gì? Nói theo cái hạnh nguyện của Đức Phật, việc làm của Đức Phật, tấm gương của Đức Phật, lời nói của Đức Phật, hành động của Đức Phật. Cho nên nếu mà người xuất gia lại còn đem hận thù để diệt hận thù. Ngày xưa họ nói xấu mình, bây giờ thấy họ quay về với mình thì mình chửi họ, mình đuổi họ và mình gì ạ? Mình cô lập họ và mình coi họ như là kẻ thù. Thì như vậy mình không phải là người đệ tử Phật. Mình không phải đệ tử Phật. Cho nên tôi bảo là hãy đối xử tốt hơn với họ, hãy gần gũi với họ nhiều hơn, thân thiện với họ. Mà mình tốt nhất thì không nhắc lại những cái lỗi lầm của họ trước đây nữa, không nói gì tới. Nói tới thì sợ họ gì? Họ sẽ thấy hổ thẹn, và có thể họ lại không dám lên nữa. Những cái đó gì? Mình bỏ qua hết. Cho nên không được làm tổn người. Đấy, tổ dạy mình làm tổn người là họa. Cho nên nếu mà người làm tổn mình thì đó là phúc cho mình. Vì sao? Vì người ta đang tiêu nghiệp cho mình. Mình phát nguyện tu mà. Mình phát nguyện tu là sao nhỉ? Chúng ta hôm qua đọc cái hàng tu thì chúng ta hay đọc tứ phát hoàng thể nguyện, đúng không? Chúng sinh vô biên thể nguyện độ này, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, có đúng không nào? Pháp môn vô lượng thể nguyện học này, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành này. Đó, tự tính chúng sinh thể nguyện độ, đó là sao? Cái tự tính chúng sinh ở đây tức là cái tính gì nhỉ? Cái tính nó hay tham lam, hay sân hận, hay ngu si, hay chấp trước. Cái tính ấy chính là cái tính của gì? Của chúng sinh. Nay chúng ta phải độ nó, khiến cho cái tính tham dần dần gì? Phải bỏ đi. Khiến cho cái tính tập tính sân dần dần cũng phải gì? Vơi đi. Khiến cho cái si mê dần dần cũng gì? Cũng mờ đi. Khiến cho trí tuệ chúng ta ngày một tỏ rạng ra. Khiến cho cái tâm kiêu căng ngã mạn của chúng ta ngày gì? Một bị xô dẹp và phá vỡ nó đi, không để cho nó vững chắc, nó đứng sừng sững ở trước gì? Ở trước cái tâm Bồ Đề trong sáng của chúng ta. Nó làm lu mờ đi cái tâm Bồ Đề trong sáng của chúng ta. Nó che phủ đi cái bản tính từ bi thanh tịnh bình đẳng của chúng ta. Đó. Đấy là gì? Đấy chính là độ cho cái tự tính chúng sinh của chúng ta. Trong mỗi chúng ta đều có những cái đó, các quý vị ai cũng có. Ngày xưa Phật cũng có, A Di Đà Phật ngày xưa Ngài cũng có, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có, Quán Thế Âm có, Địa Tạng có, Văn Thù có, Phổ Hiền có, các vị Thánh Tăng, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đều có.
và chúng ta cũng có đầy đủ như các ngài. Nhưng các ngài do tinh tiến trừ diệt được, độ được cái tự tính đó, chúng sinh đó, chuyển cái tính chúng sinh đó thành gì ạ? Thành tính Phật. Đó. Chuyển tham thành vô tham, chuyển sân á, thành từ bi, chuyển si á, thành trí tuệ, và chuyển gì? Chuyển cống cao ngã mạn thành gì? Thành hỷ xả, thành bình đẳng bác ái. Cho nên á, các ngài mới thành Bồ Tát, mới thành Phật. Còn chúng ta do chưa chuyển được, cho nên chúng ta mới ngồi đây. Chúng ta ngồi đây là gì? Để học theo Phật. Phật đã chuyển được rồi, 49 năm dòng Đức Phật gì? Dành rất nhiều thời gian để nói ra những kinh nghiệm tu chứng của ngài, những kinh nghiệm xả bỏ tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến, kiến thủ biên thủ giới cấm thủ của ngài. Nay chúng ta gì? Học theo những lời dạy của ngài và thực hành dần dần để bỏ đi cái đó. Đó gọi là tự tính chúng sinh thể nguyện độ, tự tính phiền não thể nguyện đoạn. Trong chúng ta nó có đầy đủ cái tự tính gì? Phiền não. Cho nên chúng ta thấy cái tự tính ấy nó thường trực ở trong chúng ta. Nếu chúng ta chưa nhổ cỏ tận gốc, chưa diệt trừ tận gốc, giống như chúng ta gì? Ra làm cỏ chúng ta chỉ phát ở trên gì? Ở trên mặt nó, chúng ta lấy cái cưa máy để cắt 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 trên mặt đó, thì mấy hôm sau nó liền gì? Gặp mưa. Được mưa thì nó liền lại mọc ra cái gì? Cái lá gì? Lá cỏ mới. Vì gốc của nó chưa nhổ, chưa diệt, chưa đoạn. Cho nên đó, gốc nó vẫn còn đó. Cho nên thì chúng ta có làm bằng phẳng đi hoặc nhổ sạch đi, nhìn thấy trơ ra, nhưng mấy hôm sau gì? Cái củ nó dưới nó lại mọc gì? Mọc, đâm chồi nảy lộc, mọc những cây cỏ mới. Phiền não chúng ta nếu chưa nhổ trừ tận gốc thì nó vẫn còn đấy. Gặp duyên đó, nó liền gì? Liền phát ra ngay. Giống như là chúng ta chưa tu tập được đến nơi đến chốn, tâm của chúng ta chưa thực sự thanh tịnh, trí tuệ chúng ta chưa thực sự khai mở. Nó gọi là mới gọi là học đạo thôi, biết tới đạo, biết tới niệm Phật, biết tụng kinh, biết ngồi thiền, biết chỉ chú vân vân thôi. À, cái lúc chúng ta nhất tâm chúng ta tu thì mọi phiền não gì đều hết sạch. Ví dụ trong hội trường này, các quý vị đang ở trong hội trường này, tất cả các hàng nghìn con mắt, hàng vài nghìn con mắt đang nhìn lên trên hội trường, tai các quý vị đang nhìn thấy chúng tôi ngồi trên giảng đường này. À, xin lỗi, mắt các quý vị đang nhìn thấy chúng tôi gì ngồi trên giảng đường này. Tai các quý vị đang gì? Đang nghe chúng tôi gì? Chăm chú nghe chúng tôi giảng trên giảng đường này. Và tâm các quý vị đang chăm chú nghe thấy chúng tôi gì? Nghe thấy chúng tôi giảng, ngồi giảng trên giảng đường này. Thì bây giờ mọi cái sự phiền não, mọi cái sự đau khổ ở thế gian của chúng ta tạm thời gì? Lắng xuống. Có đúng không? Ngay hiện tại bây giờ chúng ta đang lắng xuống, mọi phiền não lắng xuống, có phải không? Phải. Nhưng mà khi hết nghe giảng, chúng ta ra ngoài tự nhiên lại nhớ gì? Ồ, xuống lại rồi, tại sao con lại khổ thế? Đó, rồi lại nghĩ đến cái nỗi khổ của mình, và mình gì? Mình phiền não, nghĩ đến đứa con của mình ở nhà. Càng nghe thầy giảng, mình càng thấm là gì? Đời mình vô phúc hay đời mình bạc phúc thật, sinh ra những đứa con bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất tín, vân vân. Đó. Đến cha mẹ nó cũng chẳng từ chửi mắng, cha mẹ nó cũng chẳng từ là gì? Đánh đập. Sao mình lại khổ thế? Và cứ nghĩ như vậy, nước mắt tự nhiên là gì? Trào ra. Đó gọi là gì? Phiền não. Cái tự tính phiền não nó ở sẵn ở trong gì? Trong A Lại Gia Thức của chúng ta. Tức là ở trong gì? A Lại Gia Thức còn dịch là tàng thức, tức là ở trong cái kho. À, cái chủng tử phiền não nó sẵn ở trong gì? Trong A Lại Gia Thức của chúng ta rồi. Nay chỉ cần cái duyên nó đến, bắt đầu gì? Nó trào ra và gì? Nó buồn, gọi là gì? Phiền não sẵn ở trong cái tự tính, trong cái A Lại Gia Thức của mình. Và khi mình chưa thực sự diệt hết được nó thì một lúc nào đó nó sẽ khởi ra, bất cứ lúc nào các quý vị. Nhưng ngay bây giờ còn đang chăm chú nghe giảng thì chúng ta chú tâm vào cái thiện pháp thì cái tự tính phiền não đó nó không dấy khởi lên được. Giống như bây giờ mình đang lấy cuốc gì? Mình làm gì nhỉ? Mình làm gì? Cỏ, làm cỏ đúng không? Mình đang làm cỏ, bây giờ coi như là mình người nông dân đang làm cỏ, đang lấy cuốc để làm cỏ và nhìn thấy nó sạch đấy. Nhưng mà vài hôm sau nếu như mà mình gì? Mình không làm cỏ luôn thì nó lại mọc đâu hoàn đấy. Còn ngày nào mình cũng làm cỏ, tức là ngày nào cũng tu á, giờ nào cũng tu á, giây phút nào cũng tu á,
tuy không ngồi để nghe giảng, nhưng chúng ta thấm được cái lời Thầy giảng rồi. Phật dạy Thầy, dạy Tổ dạy Thầy, Phật dạy Tổ, Tổ dạy Thầy, Thầy dạy chúng ta. Hiểu Phật Pháp rồi thì phải gì? Phải người tu tịnh độ chúng ta lại phải một câu A-di-đà Phật giữ luôn ở trên miệng, giữ luôn ở trong tâm, không để cho phiền não dấy khởi. Giống như Đức Phật gọi là tu như thế, gọi là giống như phương pháp lấy đá đè cỏ, đè mãi, đè hoài thì nó cũng phải chết gì? Nó cũng phải chết cái bộ rễ, bộ gốc của nó. Chúng ta đè hết năm này đến năm khác, nó không thể mọc lên được. Rồi cái rễ nó, cái củ nó sẽ bị gì? Các vị nhờ sẽ bị gì? Sẽ bị thối. Nó sẽ bị bệnh, nó sẽ bị thối và nó sẽ phải gì? Phải chết. Đấy là phương pháp gì? Cũng ở trong niệm Phật thập yếu, Hòa Thượng Thiền Tâm có dẫn chứng cái câu chuyện. Ngày xưa có một bà cụ ở bên Trung Quốc, tên là có pháp danh bà cụ gọi là bà cụ gì? Bà cụ gọi là Bách Bất Quản. Tức là bà cụ ấy, trong trăm việc bà cụ ấy, chả có để ý đến cái việc gì nữa cả. Nhưng mà tất nhiên đấy là giai đoạn sau này. Cái bước đầu tu ấy, thì bà cụ đến là gặp một vị thầy. Bà cụ nói rằng, dạ thưa thầy, con rất là nhiều phiền não. Xin Hòa Thượng là gì? Xin thầy là chỉ cho con một cái cách tu để con diệt trừ được hết phiền não. Thì Hòa Thượng mới dạy rằng, ngày xưa Phật dạy, nếu một người muốn chiết phục phiền não, muốn diệt trừ phiền não, thì hãy chăm niệm Phật. Thế bà cụ hỏi rằng, thưa thầy thì niệm như thế nào? Vì thầy đấy dạy cho rằng, con cứ về, con chỉ cần một câu A-di-đà Phật hoặc Nam Mô A-di-đà Phật. Con chỉ một câu như vậy, và con cứ niệm gì? Niệm cho nhiều vào. Thế bà cụ gì? Bà vâng, con nghe thầy, con về con niệm. Niệm Phật được một thời gian, bà cụ lại đến nói với thầy là gì? Bạch thầy, con niệm Phật đó, thì phiền não ở trong con, đó, trong tâm con đó, nó giảm đi rất nhiều. Nhưng mà con thấy tâm của con chưa an. Thế vị thầy kia mới bảo rằng niệm Phật không khó, khó ở nhất tâm. Niệm Phật không khó nhé, khó ở nhất tâm. Thế bà cụ nghe thầy bảo như vậy thì bà cụ hỏi rằng, thế bạch thầy, làm thế nào để niệm Phật cho được nhất tâm? Hòa Thượng bảo, con trong thời gian qua con niệm Phật rất nhiều, nhưng con chỉ niệm ở trên hình tướng, niệm ở trên đầu môi chóp lưỡi thôi. Thực sự trong tâm con chưa thực sự niệm Phật, cho nên phiền não của con nó có giảm, nhưng mà nó chưa hết. Thì vì là sao? Vì là con hàng ngày con niệm Phật, con chưa thực sự buông bỏ được tất cả, nào là công việc này, công việc nọ, công việc kia, nào là con, nào là cháu, nào là gia duyên, công việc vân vân này nọ, cái gì con cũng ôm vào mình. Bà cụ bảo đúng vậy, vì con có cái công ty rất là lớn, cho nên con giao việc công việc cho các con trai, con gái, con dâu, con rể, con rồi, nhưng con chưa yên tâm. Vì vậy mà con gì, hàng ngày con cứ bắt các con nó gì và trình lên sổ sách cho con phải xem, con phải quyết định. Nó làm được thì con vui, nó làm không được thì con là gì, lại mắng chúng nó. Cho nên có thể vì đó mà gì, con thấy rằng Hòa Thượng nói như vậy, có thể do cái duyên đó thôi, con về lần này gì, con buông hết, con giao hết cho các con của con trai, con gái, con dâu, con rể. Đứa nào mạnh cái nào thì con giao cho đứa đấy hết, để con gì, con tu. Thì bắt đầu thì bà cụ về rồi nhất tâm niệm Phật, buông hết rồi niệm Phật. Thế sau một thời gian lên để nói với thầy của mình rằng, bạch Hòa Thượng, bạch thầy, nhờ cái sự chỉ giáo của thầy mà con gì, con về con buông hết tất cả mọi gia duyên của con, giao hết là công việc của con, làm cái lán nhỏ ra ngoài góc vườn để con niệm Phật chuyên tâm. Thì vừa qua thì con thấy A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí, thanh tịnh hải chúng các ngài đến, đặc biệt A Di Đà Phật bảo với con rằng gì, là 3 tuần nữa sẽ đến gì, đến đón con về Tây Phương. Và nay con đến gì, cảm ơn Hòa Thượng và xin là Hòa Thượng là ngày đó xin ngài đến để gì, để trợ duyên, để tiến đưa con một quãng đường. Và đúng gì, 3 tuần sau Hòa Thượng giữ lời hứa và đến gì, đến bà cụ vẫn khỏe. Con cháu gì, chào con chào cháu, bảo rằng 12 giờ trưa nay gì tao đi.
Con cháu nó nghĩ là không biết là bà cụ đi đâu được một tí, thế Hòa Thượng đến. Thế Hòa Thượng đến thì bà cụ ra chào Hòa Thượng, nói rằng con chờ Hòa Thượng mãi, bây giờ Hòa Thượng mới đến. Hòa Thượng bảo sáng thì tôi có một chút cái công việc ở chùa, phần sự ở chùa, giờ mới xong, giờ tôi đến, giờ đã đến 12 giờ đâu. Bà bảo đến giờ ngọ bà mới đi mà, chưa đến 12 giờ. Thế Hòa Thượng bảo vâng, may Hòa Thượng đến kịp giờ. Thế bà cụ mới bảo rằng đấy, cho tập hợp con cháu tất cả quanh quẩn lại, bà cụ bảo bà cụ đến giờ rồi, chuẩn bị đến giờ rồi, để dặn vài câu cho con cháu lời cuối rồi bảo đi. Bà bảo đấy, từ giờ trở đi các con gì nếu muốn thoát khổ, mới muốn hết phiền não thì hãy học theo mẹ để mà gì buông xả dần dần đi, mà nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương, vãng sinh về đó rồi mới vĩnh viễn thoát khổ. Tất cả những của cải, tiền tài, vàng bạc, châu báu ở thế gian đó, nó chỉ là, nó là vật ngoài thân. Khi các con già, các con bệnh, các con chết, các con không mang theo nó đi được, mà chỉ có công đức niệm Phật chân thật, vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, thì đó mới là gì mà công đức chân thật nhất. Dặn xong một cái là bà cụ gì tươi cười và gì chắp tay A Di Đà Phật và ra gì ra đi. Chúng ta tu được như thế không? Không á, phải tu chứ, phải quyết tu chứ. Đời này không tu được thì phải đời sau phải tu, đời sau không được thì phải đời sau nữa, mà cố gắng lên nguyện đời này được thân người là khó thì phải gì ráng mà tu, phải ráng mà tu. Chúng ta nhổ dần cái gì, cái gai cỏ độc tham sân si đi, đó là gì, đó là tự tính phiền não thể nguyện đoạn. Chúng ta thì phiền não đến, chúng ta đừng có gì, đừng có chấp nó, đừng có cho mình gì cái gì người ta cũng nói mình, mà cái là mình thì mình phiền não, mình nhảy sừng, mình sừng cổ mình nhảy lên á, mình cãi nhau với họ á, thì phiền não chồng thêm phiền não. Cho nên người ta nói mình đúng sai, tổ thiền tâm tổ bảo chúng ta gì, người ta làm tổn mình thì là phúc, cho nên người ta đem phúc đến cho mình thì mình yên lặng mà nhận, có đúng không? Yên lặng mà nhận. Người ta bảo mình sai, mình cũng A Di Đà Phật. Người ta bảo mình gì quấy, mình cũng A Di Đà Phật. Người ta bảo mình đều lắm, mình gì cũng A Di Đà Phật. Người ta bảo mình cái đồ gì giả tu, bên ngoài thì giả làm thầy tu, bên trong thì gì là ma, mình cũng gì, mình cũng A Di Đà Phật. Đó là gì, chúng ta không tự đem phiền não đến mình nữa, đó là tu đấy. Còn người ta bảo mình xấu, mình đi cãi nhau với họ, ông bảo tôi xấu à, tôi có xấu đâu. Cũng ở trong sách ấy, Hòa Thượng dẫn chứng có một ni cô ở ngay cạnh thất của Hòa Thượng, ở trong 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 ở đấy là, ở đấy là ở, phải là Lâm Đồng ấy, gần chỗ Đà Lạt đấy, cái tỉnh thất của ngài, cái ngày xưa ngài tu ở đấy, có một ni cô cũng ẩn tu ở gần đấy. Và cái ni cô đó phát nguyện gì là nhập thất để tịnh khẩu, để không nói cái gì cả. Tịnh khẩu tức là không nói cái gì, chỉ A Di Đà Phật thôi, chứ không nói bất cứ một cái câu phàm phu tục tử gì hết. Xong một hôm này có một ông đạo đấy, cũng là có cái thất ở bên cạnh, vì ở trong đó thì có làng sư, mà ngày xưa nó có làng sư, làng cả các thì các tôn giáo khác họ tu ở đó, các đạo khác họ cũng tu ở đó. Theo thường nói có một ông đạo đi qua, ông nghe thấy cái tin rằng sư cô phát nguyện nhập thất để tịnh khẩu. Thế bắt đầu ông đạo giả vờ nói thật to là gì, đi qua ngoài cửa thất nói thật to là gì, ôi hôm trước tôi nghe mọi người kể về cái sư cô này á, không hay tí nào đâu. Cái sư cô này á, cô ấy điêu ngoa, cô ấy dối trá, rồi cô gì còn có cái ông người yêu ở dưới núi cả, hàng ngày thầm thò thầm thụt với nhau, cái ông kia lên thì mang cơm mang nước mang đồ ăn đến cho nhau, nhưng thực sự là giả vờ, chứ thực sự hai sự là hai người là gì thầm thò thầm thụt đi lại với nhau, thậm chí tôi còn nghe là làm những cái việc ám muội bất chính với nhau nữa cơ. Cô ấy nghe cô ấy tức quá, mở thất ra nói là gì, mở ra rồi đi ra ngoài thất rồi, ông đang nói ai đấy? Thế ông đạo bảo giờ tôi nói là sư cô đấy. Thế bắt đầu ở trong kia thì lao ra tận ngoài sân mà nói, ông nói như thế là không được, ông nói như thế là phỉ báng, là vu oan cho người tu, giáo họa cho người tu, ông là cũng là người tu nhưng mà ông đi nói thế là không được, ông tôi phải làm rõ cái việc này mới được. Ông thấy tôi đi cặp kè nhằng nhịt với cái ông ở dưới chân núi bao giờ, ông ấy ở đâu, tên là gì, vân vân. Thế cái ông đạo ông cười bảo là ôi giời ơi, tôi nghe người ta nói là sư cô phát nguyện nhập thất tịnh khẩu, cho nên tôi mới thử xem cô phát nguyện là nhập thất tịnh khẩu như thế nào,
Nhưng đây là cô mới chỉ nhập thất thôi, chứ khẩu cô vẫn chưa gì, chưa tịnh, thì làm sao tâm cô tịnh được? Cho nên cái cô đấy thì đỏ mày, đỏ mặt lên và gì xấu hổ, và đi vào gì, đóng cửa đi vào, vào nhập thất. Cho nên người làm tổn phúc ta gì? Người làm tổn ta chính là phúc. Sư cô do cũng may thì may mà ngộ được, mà gì mà biết xấu hổ, biết quay vào đóng cửa và tu. Nếu mà đi ra quyết là gì? Ông nói như thế là không được. Bây giờ tôi quyết là gì? Tôi kiện ông cho đến gì? Đến cùng tôi sẽ kiện ông lên công an, kiện lên chính quyền. Ông vu oan ra họa cho người tu. Thì sư cô ấy có phải là người tu không? Không, không phải là người tu. Sau khi mình biết là mình gì? Mình phát nguyện nhập cốc, tịnh khẩu, tịnh tu. Nhưng mà ông đạo ông thử mình. Mình biết là mình sai rồi thì sư cô liền là quay vào đóng cửa, không nói câu gì, vào đóng cửa, và thực sự bắt đầu từ đó cô mới gì? Cô mới tỉnh khẩu. Và do một thời gian tỉnh khẩu xong, cô mới tỉnh tu, cô mới tỉnh tâm. Tâm cô tỉnh, khẩu cô tỉnh, thì đạo của cô, trí của cô mới gì? Mới sáng. Đó, chúng ta thấy không? Cho nên người ta có vu oan giáo họa cho mình cái gì? Mình người tu hành theo tình độ của mình chỉ một câu là gì ạ? A-di-đà-phật, đúng không? Cứ như thế. Người ta bảo mình ăn trộm, ăn cắp, mình cũng A-di-đà-phật. Thậm chí công an người ta bảo mình, người ta đến, người ta bắt mình đi, người ta hỏi ông bà có ăn trộm không? Mình cũng gì? A-di-đà-phật. Thậm chí người ta đánh mình để cho mình khai, hỏi mày có khai không? Mình cũng gì? Cũng A-di-đà-phật. Mày mà không khai, tao đánh mày chết. Cũng A-di-đà-phật. Mình chết thì mình được về với Phật, còn mình sống mà mình không được về với Phật thì do dù dẫu sống 100 năm mà không thấy tính Phật không bằng sống một ngày, sống một ngày thấy Phật, sống một ngày tốt hơn. Đó. Cho nên đây là quan trọng ở cái chỗ tu chúng ta là tự tính phiền não thệ nguyện đoạn là phải như thế, còn tự tính pháp môn thệ nguyện học là sao? Ở trong tâm của chúng ta có đầy đủ tự tính thanh tịnh, từ bi hỷ xả, bình đẳng như là Phật. Phật có bao nhiêu công đức, bao nhiêu giác ngộ, chúng ta cũng có bấy nhiêu công đức, bấy nhiêu giác ngộ. Như nhau không có khác. Cho nên trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngày Trung Phong Quốc Sư mới nói là gì? Tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Đó chính là cái gì ạ? Cái tâm gì nhỉ? Cái linh chi tâm. Trung Phong Quốc Sư ngài nói gì? Có ba cái tâm. Một là nhục đoàn tâm, hai là duyên lự tâm, và ba là gì? Là linh chi tâm. Cái nhục đoàn tâm tức là cái trái tim gì? Do cha mẹ sinh ra này, do có trái tim này nó mới nuôi sống cơ thể này. Do cơ thể này sống được, chúng ta mới tồn tại, mới tu tập, mới làm các việc thiện công đức được. Nhưng không được bám chấp vào nó. Từ cái chỗ đó chúng ta thấy gì? Nó có một cái tâm gì? Một cái tâm ban trên cái nhục đoàn tâm đó, đó là duyên lự tâm. Cái tâm này á, thì là gọi là cái tâm phân biệt. Cái tâm gì? Tâm viên ý mã, tức là gọi là tâm con khỉ và ý con ngựa đó. Trong duy thức học Đức Phật gọi là tâm viên ý mã. Nhà Phật đó, trong duy thức học là tâm viên ý mã, tức là tâm con khỉ và ý con ngựa. Tâm viên viên tức là con khỉ, mã tức là con ngựa. Đó, tâm con khỉ, ý con ngựa. Nó cứ thích chạy nhảy, thích phân biệt, hơn thua, phải trái, hèn kém, thắng thiệt, vân vân đó. Cho nên cái tâm đó chúng ta gì? Bỏ nó đi. Dần dần tìm lại với linh chi tâm của chúng ta. Cái linh chi tâm đó, ngài Trung Phong nói là tại thánh chẳng tăng, tại phàm chẳng giảm, sử sinh tử lưu. Tức là ở giữa trong dòng đời sinh tử, khổ đau này nó không bị gì? Không bị lôi cuốn, không bị ràng buộc. Vào, thậm chí vào trong A Tỳ địa ngục, cái tâm đấy nó vẫn như chẳng đổi. Dẫu cho sinh về Tây Phương Cực Lạc, thành Phật rồi á, nó vẫn cũng chẳng lớn thêm tí nào. Đọa vào trong A Tỳ địa ngục, nó cũng không gì? Không mòn đi chút ít. Đó gọi là gì? Tại thánh chẳng thăng, tại phàm chẳng giảm, lại như vậy. Thậm chí là chúng sinh đau khổ trong địa ngục nó cũng không giảm là thế. Nay chúng ta trở về cái bản thể, cái tự tính chân như ấy, nên là
là vĩnh viễn thoát đến sinh tử chúng khổ. Nhưng mà để về được với cái tâm đấy thì phải tu thật là nhiều, phải có nhiều công đức, phải tu nhiều phúc báo thì mới có thể về được, sống được với cái tâm ấy. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Cho nên này, chúng ta phát để phát nguyện pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tức là gì? Cả một cuộc đời này chúng ta không thể học được tất cả 84.000 pháp môn của Đức Phật được. Không chỉ 84.000 đâu mà gì là vô lượng vô biên các pháp môn mà Phật đã dạy, các Đức Phật quá khứ đã dạy, các Đức Phật hiện tại đang dạy và các Đức Phật vị lai gì sẽ dạy. Cho nên nay chúng ta phát nguyện là pháp môn vô lượng học, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, thì chúng ta gì lấy một pháp môn. Ngài Tịnh Không lão pháp sư dạy chúng ta gì, lấy một pháp môn niệm Phật để đi vào. Vào được trong nhà rồi á thì tất cả các pháp môn đều có ở trong đó hết. Cho nên á, nay chúng ta tụng kinh Địa Tạng, làm pháp hội Quan Âm, tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A Di Đà, vân vân, tất cả cái đó chỉ là phương tiện thôi. Còn cái gì, cái cứu kính, cái con đường đi thẳng tắp của nó, đó là một câu gì ạ? A Di Đà Phật. Và phát nguyện đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái đó mới là gì? Cái điểm then chốt, cái điểm mấu chốt, cái điểm cơ bản quan trọng nhất đối với một hành giả tu tịnh độ của chúng ta. Tất cả kinh điển chỉ là phương tiện. Một câu A-di-đà Phật mới là pháp môn cứu kính để phát nguyện đi về Tây Phương. Cho nên là tụng kinh gì thì tụng, hành giả tu tịnh độ của chúng ta chốt lại đều nên niệm một câu A-di-đà Phật và nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó chính là gì? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không rất là gì? Rất là chú trọng khuyên chúng ta niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Nói là người biết chữ cũng được, người không biết chữ cũng được. Nó ngu đến đâu thì nó cũng biết niệm gì? Bốn chữ A Di Đà Phật. Hôm qua có một trường hợp đưa đến đây, cách đây mấy tháng, đưa đến đây thì cứ gật thế này này, cứ thế này, chẳng biết cái gì cả. Tôi hỏi rằng, có biết niệm Phật không? Cứ gật thế này. Thế phải dạy từng câu hoặc là A xem nào, mãi mới đọc được câu A. Di xem nào, mãi mới đọc được câu Di. Cho đến Đà Phật gì, cũng lâu lâu mới đọc được gì, chọn bốn chữ A Di Đà Phật. Nhưng mà niệm gì, không rõ. Tôi bảo không sao, cố nhé. Chỉ cần cố niệm lấy bốn câu này thôi. Muốn hết bệnh, muốn hết não, muốn hết điên khùng loạn tâm thì mình phải gì ạ? Khởi cái tâm chân thật mà niệm được bốn câu A Di Đà Phật. Và tôi bảo về á, bảo cái người nhà đưa cái cô bệnh nhân đến đây, phải kèm theo, bảo gì cô ấy cố gắng niệm, mà thậm chí phải kèm để cho cô ấy niệm. Hôm qua đưa xuống đây thế tươi tỉnh hơn, người nhà khoe rằng gì đỡ được 30-40% rồi thầy ạ, biết niệm Phật rồi. Tôi hỏi niệm Phật được không? A Di Đà Phật, niệm thử xem. A Di Đà Phật. Hỏi niệm Phật được không, đã phản ứng ngay A Di Đà Phật rồi. Niệm thử xem gì? A Di Đà Phật được tiếp. Còn trước, hôm trước, mấy tháng trước thì xuống phải dạy từng gì? Từng chữ một. Chúng ta thấy đó, pháp môn. Nếu chúng ta gì? Tu tập đúng, nghe theo lời Phật, lời Tổ dạy, chúng ta một lòng một dạ chí thành niệm một câu hồng danh A Di Đà Phật, thì cái năng lượng, cái công đức, cái quang minh của Đức Từ Phụ A Di Đà sẽ chiếu đến gì? Chiếu đến thân thể của chúng ta, chiếu đến trong tàng thức A Lại Da của chúng ta, sẽ phá vỡ đi những cái hạt giống xấu ác, tham sân si mạn nghi tả kiến ác kiến, kiến thủ biên thủ giới cấm thủ vân vân đó, để làm gì? Làm hưng khởi lên cái hạt giống Bồ Đề, làm sáng ra cái tự tính thanh tịnh, cái hạt châu, cái hạt minh châu, cái tâm gì? Cái tâm linh chi của chúng ta chính là cái hạt minh châu. Ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm cũng gì, Ngài Trung Phong Quốc Sư cũng nói đó, con người chúng ta, cái tự tính chúng ta giống như hạt châu gì? Hạt châu sáng á. Đó, cái câu niệm Phật á cũng ví như là hạt châu sáng á. Hạt minh châu nó đem bỏ vào trong nước đục thì nước đục sẽ gì? Sẽ liền trong. Bỏ xuống một tấc thì một tấc trong, bỏ xuống hai tấc trong, bỏ xuống 10 tấc, 10 tấc trong, bỏ xuống tận đáy thì tận đáy dần dần sẽ gì? Sẽ trong. Vậy tâm chúng ta là gì? Tự tính nó đang là chúng sinh như, giống ví như nước đục. Nay đem câu A Di Đà Phật nhất tâm đổ vào trong gì? Trong cái tàng thức A Lại Da ấy. Và
chúng ta thì dần dần giống như bỏ hạt minh châu vào một tấc thì một tấc nước sẽ trong, bỏ 10 tấc, 10 tấc sẽ trong, bỏ xuống tận đáy thì tận đáy sẽ trong. Đó, nay chúng ta cứ giữ được cái niềm tin sắt đá ấy, giấu cho gì? Có vị nào xưng là Bồ Tát, là Thánh Tăng, là A-la-hán đến nói rằng thôi các con không phải niệm Phật nữa, các con hãy theo Thầy, các con chỉ cần bỏ câu niệm A-di-đà Phật đi, theo Thầy, Thầy sẽ làm cho các con chứng thánh quả A-la-hán, chứng gì? Chứng thậm chí các con sẽ cho các con một ngôi vị, đó là thành vị, thành Phật, không cần phải niệm Phật, tu theo pháp môn của Thầy. Chúng ta cũng gì? Cũng chắp tay mà A-di-đà Phật, là đội ơn Thầy đã thương con, đã chỉ bảo cho con, nhưng mà con đã phát nguyện gì? Niệm danh hiệu A-di-đà Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc rồi. Cho nên xin Thầy gì? Xin Thầy hoan hỷ, xá lỗi cho con. Không phải con gì? Con không dám nhận pháp của Thầy, nhưng con đã gì? Đã nhận pháp từ Đức Phật A-di-đà, đã phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà rồi. Cho nên con, cho dù kiếp này con không về, thì kiếp sau con gì? Con sẽ về. Chúng ta giữ được niềm tin như thế, trả lời cái vị Thầy ấy như thế, tôi bảo đảm rằng ngay đời này, kiếp này, chắc chắn A-di-đà Phật sẽ đến rước chúng ta. Có thể A-di-đà Phật thử xem cái lòng phát nguyện của chúng ta gì? Đã vững chắc chưa? Cho nên A-di-đà Phật có thể thì hiện thành một vị tăng hoặc một vị thầy nào đó đến xem hàng ngày mình phát nguyện đem công đức niệm Phật cầu sinh Tây Phương, phát nguyện sinh về thế giới Ngài. Nhưng mà Ngài thì Ngài thử lòng chúng ta xem chúng ta có thực sự tin và phát nguyện thật hay không, hay là còn gì đứng núi này trông núi nọ, đang học pháp môn này lại nhảy sang pháp môn kia, đang học với thầy này lại nhảy với thầy kia. Cho nên nếu mà chúng ta gì, A-di-đà Phật nếu mà Ngài thử chúng ta, Ngài thấy hàng ngày nó phát nguyện sinh về thế giới mình, nhưng nay vừa gặp gì cái ông thầy khuyên bảo đừng có niệm Phật nữa, để cho nó một cái pháp gì không cần tu mà vẫn có quả chứng, nó liền theo rồi thì chưa được. Cái trường hợp này thì chưa được, cho nó về thế giới mình trước sau nó cũng phá bính thôi. Cho nên thì thôi, bảo A-di-đà Phật bảo Quan Âm với Thế Chí Bồ Tát thôi, các con cứ để cho nó tu đi, nó tu được nữa, nó tu bao giờ nó thấy được thì mới đoán, nó tu chẳng được thì thôi, cứ để cho nó chơi ở trong cái biển ái dục sinh tử luân hồi ở thế gian này đi, cho nó chán đi đã. Lúc thì trời, lúc người, lúc A Tỳ, lúc thì A Cha Cha, A Ba Ba địa ngục, để cho nó gì, cho nó kêu, nó gào suốt đi đã. Đó, Quan Âm Thế Chí Bồ Tát đương nhiên các ngài phải nghe theo lời sư phụ của ngài A-di-đà Phật thôi. Cho nên đó, người tu theo pháp môn tịnh độ chúng ta, các tổ ngày xưa bảo giấu cho ngàn Phật xuất hiện trước mặt, bảo rằng con bỏ pháp niệm Phật để cầu sinh Tây Phương đi, để theo ta, không cần phải niệm, ta cho con một cái địa vị cao nhất trong gì, trong hàng đệ tử của ta. Ta cũng chắp tay cảm ơn Đức Phật, đó là gì, đa tạ gì Đức Thế Tôn, con đã gì cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Và mình lễ Đức Phật đó ba lễ và bảo gì, mình thôi, mình lại chắp tay mình A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương. Niệm như thế, giữ tâm như thế, đó chính là gì, là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, đó chính là Phật đạo vô thượng thệ nguyện, thệ nguyện thành đó. Đâu xa đâu, không đâu xa đó. Chúng ta phát nguyện hàng ngày tu như vậy cho nên ở đây nói là gì, muốn biết rõ được các đức Phật ba đời nên quán tính pháp giới. Quán tính pháp giới là gì? Tất cả đều do cái tâm gì? Cái tâm, ba cái tâm này nó tạo ra, hoặc là nhục đoàn tâm, hoặc là gì? Duyên lửa tâm, hoặc là gì? Là linh chi tâm. Linh chi tâm thì tạo ra gì? Tạo ra cái cảnh giới thanh tịnh, tạo ra cái tâm gì? Từ bi, bình đẳng, hỷ xả. Tạo ra cái trí tuệ gì? Sáng suốt nhận biết được các pháp. Tạo được cái tâm thanh tịnh này là tin sâu nhân quả. Đó, đó chính là cái tâm linh chi ấy, thì tạo ra cái tự tính thanh tịnh, từ bi hỷ xả, giải thoát giác ngộ ấy. Còn cái tâm gì? Cái tâm mà tôi nói lúc nãy là tâm viên ý mã đó, cái loại tâm thứ hai đó, duyên lự tâm đó, thì nó khiến chúng ta thì suốt ngày vọng tưởng phân biệt bời bời, lo toan tính vơ vét cho bản thân. Tham lam á, làm quan chức á, thì tham lam vô độ. Làm tăng ni á, thì cũng tham lam vô độ. Làm Phật tử á, thì cũng tham lam vô độ. Làm cái gì á, thì cũng tham lam vô độ. Làm sư á, thì chỉ lo gì? Lo vun vén cho bản thân. Không để đến tiểu, đến tăng, không để đến chùa, đến cảnh,
không để ý đến tín đồ Phật tử. Làm người lãnh đạo chỉ lo vun vét gì? Gọi là tham quan, tham ô hối lộ đó. Để lo vun vén cho bản thân, cho gia đình nhà mình á. Những cái trường hợp như thế mà gặp vào cái người lãnh đạo tối cao mà họ gì? Họ có cái tâm vì dân tộc, vì đất nước á. Chúng ta thấy những cái kẻ như thế sớm muộn sẽ bị lôi ra ánh sáng, vì pháp luật gì phơi bày. Chúng ta biết là mấy năm nay, cho nên ở đây câu nói gì, tất cả đều do tâm tạo ra một con người, gọi là một con người gì? Ở thế gian thì một con người đầy khí phách, đầy ý chí, đầy cái gì, gọi là cái ngày xưa thì thời ngày xưa học cái xưa gọi là anh hùng, kẻ sĩ, bây giờ gọi là nhà trí thức, nhà lãnh đạo tốt, vân vân. Đó là cái tâm có thể tạo ra những con người ấy. Những cái tâm cũng tạo ra những con người xấu. Trước có thể là người tốt, nhưng sau có thể là người xấu. Trước có thể là người xấu, nhưng sau có thể lại là người tốt. Đó. Cho nên cái tâm ấy, nó vẽ ra tất cả sơn hà đại địa, vân vân, cũng đều do cái tâm ấy thì nó tưởng ra. Với cái câu này á, giảng thì nó rất là sâu. Tất cả Phật Pháp, tất cả giáo lý của Đức Phật á, có thể nói rằng đều gói gọn ở trong gì? Trong một bài kệ, nếu người muốn biết rõ các Đức Phật ba đời nên quán tính Pháp giới, thảy đều do tâm tạo này vậy. Tam tạng thánh điển của Đức Phật, thảy cũng ở trong này hết. Từ trong này xuất sinh ra tam tạng thánh điển của Đức Phật. Tam tạng thánh điển của Đức Phật cũng gói trọn ở trong này. Cho nên đây là một gì? Nó chỉ là một cái tiêu đề, một bài kệ thôi. Nhưng mà nó bao trùm tất cả giáo lý nhà Phật. Thời gian thì không có, còn những câu hỏi khác nữa, cho nên chúng tôi chỉ lấy một cái ví dụ đơn giản như vậy, nó gần với cuộc sống thế gian như vậy để chúng ta dễ hiểu. Có người nói rằng tôi chỉ là một vị giảng sư cho các vị bình dân thôi. Tôi bảo đúng, tôi xuất phát từ một vị gì, một cái địa vị bình dân, cho nên tôi sẽ gì, tôi làm, nếu mà làm được giảng, được hạnh phúc mà được làm giảng sư cho các vị bình dân, là một vị thầy giảng cho gì, cho tầng lớp thường dân là tốt lắm rồi. Đó. Tôi thích thế. Tôi thích thế. Giảng cho thường dân mà thường dân nghe, thường dân tu được, thường dân gì, giảm bớt đến gì, nỗi đau, giảm bớt được đi gì, những phiền não, giải quyết được những vấn đề tâm linh gút mắc ở trong gì, trong gia đình họ, trong tâm khảm họ, thì đó là điều gì? Điều thành công một gì một gì. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Mo A Di Đà.